Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 3, Ban Thường vụ Trung ương Hội Đông dân Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 46 ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Đông dân Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028, quyết định số 182 ngày 20 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ hội viên nông dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cụ thể hóa, tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời sáng tạo hiệu quả và phù hợp với nhiệm vụ của từng cấp hội nông dân, từng địa phương và từng cơ sở, từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, có phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 13 của Đảng và các vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn, Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết 46 ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028, những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội nông dân Việt Nam khóa 8 sửa đổi bổ sung Chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028, Quyết định 182 ngày 20 tháng 2 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Hội nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp.